Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ảnh Getty. Chúng tôi tiếp tục duy trì lập trường nguyên tắc của mình rằng một giải pháp toàn diện, bền vững và công bằng chỉ có thể đạt được nếu chính quyền Kiev ngừng các hành động thù địch và tấn công khủng bố. Trong khi các nhà tài trợ phương Tây ngừng bơm vũ khí cho quân đội Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS hôm 9 tháng 8. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 7 tháng 8 cũng tuyên bố hòa bình bền vững ở Ukraine chỉ có thể đạt được nếu chính quyền Kiev ngừng các hành động thù địch và tấn công khủng bố, trong khi các nước phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bà Zakharova nói thêm rằng Kiev cũng cần cam kết duy trì một quốc gia trung lập, từ chối lấy lại tình trạng hạt nhân của nước này, đồng thời công nhận thực tế lãnh thổ mới, đề cập đến 4 khu vực tại Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào mùa thu năm ngoái. Nga nhiều lần kêu gọi các nước phương Tây dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Moscow cảnh báo động thái này khiến xung đột leo thang, đồng thời có nguy cơ dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và phương Tây. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn liên tục kêu gọi các nước viện trợ thêm vũ khí, đặc biệt các khí tài hiện đại, để đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Ông Zelensky hôm 9 tháng 8 nhắc lại lời kêu gọi tăng cường hệ thống phòng không cho Ukraine sau cuộc tấn công khiến hai người thiệt mạng ở thành phố Zaporizhia. Hôm nay, Nga lại tấn công Zaporizhia. Một tòa nhà dân sự bị tấn công, một nhà thờ và một tòa nhà dân cư bị hư hại. Toàn bộ lãnh thổ của chúng ta cần nhiều hệ thống phòng không hơn chúng ta hiện có, ông Zelensky nói trong bài phát biểu thường lệ vào buổi họp.